Dạ chào khán giả kênh Khương Dừa. Bữa giờ trời mưa nhiều quá nên Khương Dừa đi làm phải đi xe hơi, đi xe máy nó ướt hết. Mà đi mình không đi xe hơi thì thôi, mình đi xe hơi phải nhiều chỗ. Xe hơi này là tới 16 chỗ lận, mấy xe hơi kia thì nó không có nghĩa lý gì với Khương Dừa hết trơn á. Mấy xe kia của anh Trấn Thành, anh Trường Giang có người có 4 5 chỗ. Bèo quá. Nghệ sĩ lớn mà đi xe bèo quá, phải đi đi như Khương Dừa đó, xe 16 chỗ. Đây. Đây theo dĩ mục đích Khương Dừa muốn đi xe 16 chỗ tại vì đi như vậy nè để mấy bạn nhân viên á, mấy bạn không có xe đi, mấy bạn hay đi xe công ôm công nghệ á, thì Khương Dừa cho có gian, hoặc là đi ngoài đường á, rồi gặp những người mà họ không có xe đi á, mình cũng cho họ có gian cũng được đó. Xe này 16 chỗ thì quý vị biết rồi, xe thí dụ xe anh Trấn Thành là có 4 chỗ mà nó tới 4-5 tỷ, còn xe này 16 chỗ thì dĩ nhiên nó gấp 4 lần, xe này cũng khoảng 20 tỷ à. Tự nhiên giờ mình có niềm đam mê với xe hay sao, hình như dự báo là mình sắp giàu lên hay sao, mình có niềm đam mê với xe, giờ mình thích đi coi xe, thích đi review xe đó. Hôm nay tiếp tục cái series review xe của mình đây. Đây thì cái xe này mai mà Khương Dừa thấy nó còn đậu đi nữa chắc Khương Dừa đập quá, rất là chiếm chỗ luôn. Mua xe hơi mà không đi mà đậu chỗ thì không à, không hiểu luôn á, làm xe máy người ta không có chỗ đậu luôn nè đó. Đây là chiếc xe hơi rất là quen thuộc đó, thấy không? Anh Thành, Khương Dừa thích anh Thành nhất là ở cái chỗ là tiếp thu. Hôm qua Khương Dừa mới chê cái xe nó dơ, bữa nay về rửa sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà mới vừa rửa sạch xong thì trời mưa xuống đó. Em quay xe nhiều đừng có quay mặt anh nhiều quá đó. Xe này thì đó, bánh xe nó cũng nhỏ hơn xe của Khương Dừa, nó ngắn hơn xe Khương Dừa mà nó cũng không cao bằng nữa, mà chỗ thì nó cũng ít hơn nữa. Xe của Khương Dừa thì lên xe có thể nằm được, còn xe lên đây là chỉ có ngồi thôi à đó. Bởi vậy tiền ít thì nó rẻ quý giả, còn tiền nhiều thì nó khác hơn đó. Xe của Khương Dừa có 4 năm giải lận, Khương Dừa muốn nằm giải nào Khương Dừa nằm đó, Khương Dừa sẽ bật xuống rồi Khương Dừa nằm lên đó. Nhưng mà anh Trấn Thành anh đi diễn có một mình ảnh với lại một bạn trợ lý đi xe này là được rồi, còn Khương Dừa đi nguyên ekip mà đó. Với lại lâu lâu mình đi mua sầu riêng mình tặng nghệ sĩ này kia nữa, mình đi xe bự vậy, xe bự cho nó rộng rãi thoáng mát chứ đi xe này nó ngợp lắm. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp cái xe tiếp theo này. Xe là của Mercedes mà, nhưng mà dù gì nhìn nó giá trị nó không bằng xe của Khương Dừa, nhưng mà mình nhìn vẫn thích hơn không quý vị, nhìn đảo ha. Rồi công nhận cái xe này không nghe là biết mùi xe của anh Thành nước hoa quá trời luôn, ảnh là thích xài nước hoa, ảnh xịt tùm lum cái xe, ảnh còn xịt nước hoa luôn mà ở thơm quá. Mà không có kỹ xe không kỹ hết trơn, trời mưa mà không có lấy áo mưa che lại. Rồi tới xe tiếp theo, đây là xe này là xe ai của quý vị em nhìn biết rồi ha, xe của anh Đại Nghĩa. Bởi vì anh Nghĩa là một trong những người đi xe ổn định nhất. Anh Thành với anh Giang thì có bữa đi xe hơi, còn có bữa đi ráp, có bữa thì đi gô Việt, còn có bữa thì đi xe ôm, còn có bữa thì nhờ người này kia chở. Chỉ có anh Nghĩa là bữa nào cũng đi xe hơi hết trơn á. Như hôm nay là anh Giang không có đi xe hơi nè, bữa nay là chắc hết tiền đổ xăng rồi quá đó. Xe anh Nghĩa thì mình review qua nhiều lần rồi ha, đó mình lướt qua đó, nay quý vị nhìn mình nhìn thấy là quen thuộc ha. Nghĩa ơi, xe anh hơi dơ nha, mai rửa nha anh Nghĩa. Dạ anh Nghĩa có xe lúc này là mai anh Nghĩa rửa xe giùm em nha, đi xe dơ quá, giờ nghệ sĩ mà mình để cái xe gì dơ quá cũng không được đó. Để nhiều khi fan họ gặp nghệ sĩ họ không thích chụp hình với nghệ sĩ mà họ thích chụp hình với cái xe, thì xe mình phải sạch sẽ để mình chụp hình nha quý vị nha. Rồi bé này là bé thí sinh. Rồi đây là xe của thằng Âm Thanh. Xe này cũng không có cửa với xe của Khương Dừa nữa. Đây xe Khương Dừa này đã Khương Dừa thì mới ra làm lại nè quý vị nha. Đây nè, Khương Dừa bỏ cái này nè. Đây Khương Dừa tháo cái này cho nó mát, chạy cho nó mát. Tại xe của mấy anh thì chỉ có tài xế phụ à, còn xe của Khương Dừa thì có hai lơ xe theo phụ nữa, một người tài xế rồi hai người lơ xe ngồi trước nè, rồi Khương Dừa thì ở giữa, còn ở phía sau có mấy bạn lơ xe theo phụ Khương Dừa nữa. Đây là xe của một bạn thí sinh đó. Xe này thì là xe của Toyota. Rồi xe này còn xe của anh Khánh này, xe anh Khánh đậu lâu quá ta.
Xe ăn Khánh đậu bữa giờ không 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 chạy luôn. Nước hả chị? Để đây chị. Để đây chị, để em trả tiền chị. Đang review xe, bà này vô bà đưa nước rồi bắt đầu tiền nữa nè. Khổ ghê, nhiêu chị? Chị ơi, nhiêu chị? Nhiêu chị? Dạ. Đây đây chị, giữ cho chị khỏi thối. Dạ. Cảm ơn chị nha, khỏi thối em. Dạ, dạ được rồi. Dạ. Đây là xe của Diệp Lâm Anh. Hôm nay khách mời của mình là có Diệp Lâm Anh, Bảo Anh, Trung Quân Idol với Diệp Hội, quên rồi, bạn siêu mẫu gì á. Tự nhiên mình không 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 có có bạn mình không biết. Ồ, xe đẹp quá tơi. Này là Bảo Anh này, Diệp Lâm Anh là hay nhai xương gum, ở trong xe có rất là nhiều xương gum đó. Wow, xe đẹp quá tơi. Có nhiều có khăn giấy nữa. Ồ, có uống nước suối nữa. Rồi. Hôm nay thì không có ai chơi, không thấy gì hết trơn. Xe bánh bánh xe này nó cao quá tơi. Xe này của Diệp Lâm Anh ha. Diệp Lâm Anh. Ờ. Bánh xe cao ha. Này mà người thấp thấp đi là không tới. Này của Audi hả? Trời ơi. Cái đồ đỏ kia là cái gì? Bố Thắng á. Bố Thắng hả? Ờ. Bố Thắng mà thắng nó kẹp lại đó, kẹp cái bánh lại đó. Thanh lại đúng không? Ừ. Ủa, xe bạn này đi kỹ quá ha. Nó nhìn sạch sẽ ha. Quá sạch luôn. Cái bánh xe mà nó còn sạch nữa. Hình như mình đụng vô nó chiếu chiếu thôi vậy. Là con xe kia đó. À. Ồ, đẹp không? Này là của Audi nha quý khán giả, coi chừng đừng mình phải giữ biển số cho người ta nha. Chứ thấy biển số đó, ngủ logo đẹp quá ha. Bốn cái dòng. Đẹp quá. Sao người đẹp người ta đi xe đẹp ha. Xe này chắc G8 nè, quận Vui 8 nè, đúng rồi đó. Xe này ở quận 8. Nhà Diệp Long Anh ở quận 8 mà. Kế bên nhà anh nè. Bữa giờ ừ, quận 8 kế bên Chánh mà. Bữa giờ kêu xuống trà sữa chơi mà anh nói anh bận đi làm anh không có ấy. Kêu đò thích cô phái trà sữa anh không phái con gái anh lắm á. Mà anh nói thôi trà sữa anh bận lắm. Xe đẹp quá nhưng mà xe này vẫn rẻ tiền hơn xe của Phương Vừa nha quý anh chị. Xe của Phương Vừa tới 20 tỷ. Đó, em. Đẹp quá. Xe này nó có tính năng rất là đặc biệt của quý khán giả là khi mà đậu xe thì mình xếp cái này lại được nè. Đó. Khi đậu xe thì mình xếp cái này lại được. Với lại cái thứ hai nữa có nhiều loại xe, thí dụ xe máy thì mình không có cái thắng tay á, mình đậu thì mình phải giờ giật cái thắng xe máy thì không có thắng tay, còn xe này tất cả những xe này dòng xe này nó có thắng tay, mình đậu lại thì mình sẽ giật cái thắng tay lên để cho cái bánh nó đừng có di chuyển. Đó. Đạo quá. Ê, tặng trà sữa hay gì mấy đứa? Trà sữa hả? Của Diệp Lâm Anh tặng hả? Dạ hả? Dạ, để xin quay ra. Xe này của Diệp Lâm Anh phải không? Dạ đúng rồi. Thua xe anh. Xe này rẻ tiền xe anh kìa. Xe anh 16 chỗ đó. Phải sợ sợ. Xe 16 chỗ của anh đó. Rồi. Xe của Diệp Lâm Anh. Rồi, hôm nay đi Audi không ta? Nhà Khương Dừa cũng có một chiếc Audi nha quý giả. Thế Vĩnh là từ nhỏ là 3 năm 3 tuổi là Khương Dừa đã mua một chiếc Audi rồi. Đây. Audi này chắc nhỏ hơn. Này của Bảo Anh. Đây. Này Bảo Anh vừa mới bữa đi ngoài quốc lộ 1A. Xong rồi lúc mà đang chạy có một cái xe tải nó vượt lên. Cái nó gây qua da quẹt nè. Đó. Bữa Diệp Long Anh có ủa có Bảo Anh có báo cho Khương Dừa. Nói là bữa nó chạy kêu hỏi cô Khương Dừa ở đó có đó không ra giải quyết giùm. Nó da quẹt nè. Rồi xong rồi Khương Dừa mới nói bạn tài xế đó cũng xin lỗi Bảo Anh. Đó. Rồi xong rồi thôi Khương Dừa nói thôi không có gì thôi bỏ cho qua đi. Bữa trên quốc lộ 1A Bảo Anh bị xe tải vượt qua quẹt nè. Đó. Phải không? Hay là nãy giờ anh hả? Anh đâu có. Nhưng mà xe này hơi luôn hả? Đang quay đang quay quay mà nó nhỏ gì nghe hết à.
xe này, tất cả những dòng xe này thua xe Khương Dừa. Xe Khương Dừa thì lên đó mình có thể đứng được, nhưng xe này là vô đây mà phải ngồi, không thể đứng được nha quý vị. Vậy thì những xe này không thể đứng được, rất là đẹp đó. Anh đang review xe đó. Thì ra thì bây giờ khán giả thương rất là nhiều Khương Dừa, rất nhiều đó, đó là những khán giả của Khương Dừa fan đó. Đó. Đó mấy em đi về đi, anh không có chụp hình với mấy em, về 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 đi, anh không có chụp hình với mấy đứa hả. Thôi 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 về đi, còn cái thằng này là nó bỏ nhà bỏ cửa đi theo Khương Dừa, giờ lên ăn phim trường chờ chụp dự hình với Khương Dừa nè. Mấy đứa đi về đi, anh không có chụp hình, đi về đi ha. Hả mẹ bán sầu riêng mua giá sầu riêng đẹp không? Đẹp, không cho nó trang gì em đó hả? Có ở bển á. Dạ, em nghĩ chắc mang dừa luôn á, em mang dừa luôn. Mấy đứa em nên mang dép này nè, để có gì để bỏ chạy ha. Không đó, em chứ. Có gì để tự vệ. Tự vệ. Đó. Xe này có 5 chỗ quý vị. Ủa xe này sao xe này nhỏ quá, thấy là có 2 chỗ ta. Không thấy gì ở trong luôn. Nhưng mà hai cửa mà, hai cửa là chắc cũng phải ở sau chắc ngồi được 2 người, trước ngồi 2 được 2 người à. Đây là đường nhỏ. À. Bảo anh mới ăn mía. Còn cái xác mía đúng không kìa. Đó. À. Với lại cũng hay thích nghe nhạc, có cái tai nghe. Rồi. Nói chung là 1 2 3 4 5 6 chiếc này thì mới bằng một chiếc xe của Khương Dừa hả? Đó. 6 chiếc này thì về tiền thì cũng bằng chiếc xe của Khương Dừa, còn về chở người thì cũng chở cũng chỉ được có tầm 16 người, xe của Khương Dừa cũng vậy luôn. Rồi, hôm nay thì Khương Dừa review giới thiệu cho quý khán giả một cái dàn xe của anh chị em nghệ sĩ đó. Mình mà mến mộ cái nghệ sĩ nào thì mai mốt mình thí dụ mình đi quán hay đi ăn hay đi trung tâm thương mại mà thấy cái xe của nghệ sĩ đó đậu ở đó thì mình biết xe của cái người thần tượng của mình, để mình ra mình chào hỏi, mình chụp hình nha quý vị khán giả. Rồi xe của Khương Dừa là xe đó đó. Mai mốt bà con cô bác mà thấy Khương Dừa đi xe đó, quý vị khán giả, bà con cô bác nhớ ghé chụp hình với Khương Dừa nha. Dạ chào tạm biệt quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong một video tiếp theo. Bye bye, cảm ơn.